chẳng vội vã dìu em dưới một mái nhà. Cuộc trần gian mưa nắng đổi thay, sương gió đầy tay. Xin nghiêng vai trong thủy chung son sắt bên tình. Nắm tay nhau bước vào vùng hai, kết mưa rơi thắm kết chờ duyên ta. Xin tình chẳng vội vã dìu em dưới một mái nhà. Thank you.
cho con nên Chúa đã hôn cho cả hai linh hồn. Hôm nay là ngày lễ hành hôn của các anh chị, xin cho họ được chọn tình nguyện nghĩa với nhau và biết bao lòng lòng yêu thương đến mọi người, để họ cũng làm chứng cho tình yêu vô biên của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và đương trị cùng Chúa, hiện nhận ngôi Chúa thánh thần đến muôn đời. Chúng ta hãy cầu nguyện và khẩn trương cùng Chúa chúng.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ người tín hữu Corinto. Anh em thân mến, anh em hãy tha thiết tìm kiếm những ơn cao cả hơn. Tôi chỉ cho anh em con đường về hảo. Nếu tôi nói được tất cả ngôn sứ của loài người và thiên thần mà tôi không có được ai, thì tôi chỉ là những thanh vang rồi vọng ngào cùng vang đồng. Và nếu tôi được ơn tiên tri thông biết mọi điều mầu nhiệm và mọi kiến thức, và nếu tôi có tất cả lòng tin để đến nơi trường đời được núi non mà không có đức ái, thì tôi vẫn chẳng là gì. Nếu tôi phấn phát mọi của cải của tôi có thể để nuôi người nghèo rồi, nếu tôi nộp mình để chịu yếu đuối mà tôi không có đức ái, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức ái thì nhân ái, nhân hậu. Đức ái không ghen tuông, không kiêu hãnh, không quay quang, không tham lam, không định dư lợi, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng được bất công, nhưng chia vui cùng chân lý. Đức ái chịu đựng tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, nâng đỡ tất cả. Đức ái không bao giờ qua đi. Đó là Sợ
không đeo nó thì sẽ đứng sẽ họ nguyện ban đầu thì nguyện ban đã qua đạt đất nhà mình được lâu chưa, đạt đất lâu chưa? Dạ thưa cha, cho thêm một năm nữa. Có một năm này. Tôi còn là qua nhà ông Vinh đã rất lâu chưa? Dạ 2 năm. 2 năm? Dạ 2 năm là lâu hơn 1 năm không? Chúng ta hỏi nhau một chút xíu để thấy nó vui vui như vậy. Có một chàng thanh niên kia đấy, đến tuổi lấy vợ và anh ta luôn luôn cầu xin Chúa ban cho anh ta một cô gái đẹp, lấy vợ phải đẹp. Thời gian sau thì Chúa ban cho anh ta một cô bé rất xinh xắn, hiểu chúng ta cả nhớ đấy, ngủ ngáy này, tham tiền này, ngủ thứ chuyện khác nữa xấu lắm. Nhưng mà khi chúng ta đã hy sinh chọn nhau một cờ làm chồng rồi thì chúng ta đã chấp nhận cả cái tốt và cả cái xấu nữa. Một cái sự hy sinh mà ngày hôm nay chúng ta thấy điều gì chăng nữa thì cái vai trò những người chồng và người vợ ở trong gia đình sẽ yêu thức cảm nhận được. Phụ nữ Việt Nam của chúng ta, phụ nữ luôn luôn là đảm đang và chịu đựng kiểu gì như chăng nữa thì người nữ, người vợ, người mẹ trong gia đình vẫn luôn luôn là một cái chỗ dựa rất vững chắc. Chúa ban cho họ có khả năng chịu đựng, Chúa ban cho họ có khả năng hy sinh và khả năng đó tôi nói rằng là hơn các ông rất nhiều đấy. Và chả thế mà người Việt của chúng ta khám với nhau rằng rượu ngon là bởi men nồng, vâng mà biết ở ác chồng là khen. Đấy là cái điều mà khi Chúa đã ban tặng cho nhân loại của chúng ta. Và phụ nữ, một người con gái sinh ra lớn lên phụ nữ, Chúa đã ban cho cái thiên chức làm mẹ và cái trách nhiệm làm vợ. Vì thế cho nên cố gắng để chúng ta trân trọng cái điều đó mà khi Chúa đã ban tặng cho các ông các anh ở đây. Có cái hình ảnh mà chị vẫn cứ nói rất thích trong các nghi thức hôn nhân ở đây, chút xíu nữa chúng ta sẽ đấy mạnh dạn nói lên những lời hứa với nhau và trao cho nhau những cái trách nhiệm của cái nghi thức diễn tả cái lời hứa Phật. Và chúng ta thấy người nữ sẽ được người nam trao cho một cái chiếc nhẫn rất tròn trịa, nhỏ hơn thôi đúng không? Chiếc nhẫn đó vẫn được ví giống như là một cái vật trang huyền diệu ở trong nhà. Với những bộ phận, với những đức tính thì luôn luôn qua cái công dương ngôn hạnh người nữ trở thành một cái nơi ấm áp và làm cho các ông luôn luôn yên tâm với vai trò làm mẹ, làm vợ và tương tất cái công việc nhà. Thế là đã có đủ. Ngược lại các anh cũng vậy, một chiếc nhẫn nó to hơn và chiếc nhẫn đó được ví như là sức nóng của vầng mặt trời. Nữ người ta lấy chồng, người ta cũng muốn kiếm một chỗ nào chắc chắn để trao thân gửi vật. Và các ông có vai trò đảm nhiệm một cái chỗ dựa vững chắc đó, người chủ ở trong gia đình và biết thể hiện ra đúng cái khả năng của đời quân phu của mình với những đức tính của một người đàn ông và trong gia đình. Thế thì hai chiếc nhẫn đó là gắn kết với nhau và ngày mai chúng ta sẽ xem ra là con người đó, con cái nhìn vào gương sáng của cha mẹ và chúng ta mong ước sinh ra đứa con như lòng chúng ta mong ước nó. Và con cái hoàn toàn lệ thuộc cái nếp sống, cái gương vàng của bố mẹ. Và như vậy thì đó là cái nhiệm vụ cao cả Chúa ban cho chúng ta và chúng ta đang sống cái ơn gọi hôn nhân để mỗi ngày phục vụ và phát triển cộng đồng nhân loại. Một cái điều thứ hai nữa thì cũng muốn chia sẻ với các bạn, ngoài cái sự hy sinh đó
thì cố gắng nhận nhau nghe nghe là vợ và chồng. Nhưng mà Chúa Giêsu chỉ muốn cố gắng nhận nhau là bạn của nhau thôi. Thế là đã có rồi. Nhớ là bạn của nhau thì mới dám chia sẻ và dám góp ý cho nhau, và vợ chồng tiếp tục đối thoại bàn họp để góp ý xây dựng nghe cả những điều tốt và điều xấu nữa. Có một điều ngày hôm nay trong đời sống hôn nhân giữa các xã hội văn minh phát triển như thế này, thì một trong lý do để người ta hay dẫn đến tình trạng ly thân ly dị là bởi vì người ta không hiểu nhau, không hiểu nhau với lý do là bởi vì người ta chẳng muốn nói chuyện với nhau nữa. Người này không muốn đối thoại, không muốn nói chuyện với người kia, để rồi những cái vết nứt trong cái đời sống hôn nhân càng ngày càng lớn hơn, chỉ vì lý do là không thèm nói chuyện với nhau nữa. Trong thời gian vừa qua chắc chắn các anh chị đã nói với nhau nhiều lắm rồi, đúng không? Đàn ông có nói với các anh nhiều không? Hai đứa nào nói nhiều hơn nữa? Nói nhiều lắm. Nhưng mà đây em mai cưới xong về rồi coi chừng là không nói năng gì, đúng không? Cho nên các ông ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không bỏ gì. Thế thì cái điều này là cái điều ghê luôn đó. Một cái chiến tranh này trong gia đình là chỉ yêu thấy, đúng không? Chồng không nói chuyện với vợ, và đó là chuyện vẫn thường xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta nói với nhau qua nhiều những cái nơi chỗ và không gian thời gian ở trong nhà, cố gắng nhờ những bữa cơm chung và cái vấn đề kinh nguyện ở trong gia đình. Cái thiếu của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có thể là biết nhiều về vấn đề khả năng kinh tế rồi mọi chuyện khác, nhưng mà cái thiếu ở đây đó là kinh thì là không thuộc đấy. Nhân sinh của chúng ta qua bao nhiêu lớp giáo lý hôn nhân cũng vẫn cứ như vậy, cố gắng để đọc kinh tối với nhau hai vợ chồng trước khi đi ngủ không nhiều đâu, 10-15 phút thôi, và đó là cái cơ hội để chúng ta có Chúa hiện diện trước mặt. Chúng ta đọc kinh rồi cùng xin lỗi nhau nếu như có những đức phạm bên nhau, và cái thời gian đó là cái điều mà quý giá. Và điều cuối cùng thì Chúa cũng muốn tặng các anh chị với một cái tinh thần là bạn của nhau hơn, giống như một cái lời mong ước của đại văn hào Tango. Ông ta đã nói như thế này: đêm đến tôi mơ thấy đời sống hôn nhân là những chuỗi ngày hạnh phúc, nhưng sáng ra mà bắt ra thức dậy, tôi lại thấy đời sống hôn nhân là những chuỗi ngày phục vụ. Tôi đã phục vụ và tôi đã tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong đời sống hôn nhân của tôi. Đó là những lời kính chúc. Cố gắng lấy nhau về rồi thì tiếp tục coi nhau như là những người bạn và phục vụ nhau với một tình yêu chân thành. Đương nhiên đối với người công giáo của chúng ta vẫn tin rằng sở dĩ hôn nhân được nâng lên hàng bí tích là bởi vì nơi đó có tình yêu của Thiên Chúa trước mặt, và ân sủng của bí tích hôn nhân sẽ đồng hành, sẽ hỗ trợ với các anh chị. Nếu như chúng ta đã làm được gì chăng nữa mà thiếu cái tinh thần cầu nguyện, chúng ta đã làm gì chăng nữa mà không biết đón Chúa vào trong gia đình của chúng ta, như bài tin mừng tại tiệc cưới Cana ngày hôm nay, đó là cái thiếu ở nơi chúng ta. Và chúng ta tin rằng đối với Thiên Chúa đấy, biết bao nhiêu những chuyện xảy đến trong gia đình, và nếu như chúng ta cứ kề dựa vào ơn của Ngài thì tất cả mọi chuyện chúng ta sẽ tìm kiếm được sự bình an. Và nhất là khi gia đình của chúng ta có Thiên Chúa hiền hiền ở giữa trước lành các thiện, mà Ngài là người chủ ở trong gia đình, thì hôm bất kỳ đó là cái hồi bớt, đó là cái niềm vui mà trong đời sống của gia đình Chúa luôn hiện diện ở dưới
để chúc mừng và đồng hành với tất cả các bạn trong đời sống công nhân. Xin cộng đoàn chúng ta tiếp tục cầu nguyện và những lời cầu nguyện đó rất cần trong cái ngày lễ thành hôn nghi thức hôn phối ngày hôm nay, và chúng ta nhìn lại để chứng kiến cái lời tuyên bố chính thức gặp nhau và vợ lòng chồng trước mặt cộng đoàn dân chú ngày hôm nay. Xin kính mời các anh chị chúng ta đứng lên. Và chúng ta được quyết định đặc biệt làm cho các anh chị được phong phú và tin tưởng, để các anh chị luôn luôn trung tín với nhau và đảm nhận trách nhiệm khác của hôn nhân, cũng như chính người đã trưởng thành thánh thể để thánh hiến các anh chị. Bởi đó trước mặt hội thánh, ta xin hỏi ý kiến các anh chị. Anh Như Xê Tôn Quang Tạc và chị Maria Hồ Thị Oanh, anh chị có tự do và thuận lòng đến đây để kết hôn với nhau không? Dạ không. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và kính trọng nhau suốt đời không? Dạ không. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái của Chúa Xem An và giáo dục chúng theo lời Chúa Kitô của Hồ Thánh không? Dạ không. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định kết hôn, anh chị hãy gặp tay nhau và nói lên sự thực phẩm của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hồ Thánh được. Anh Chúa Xem thì anh Mãn Đa Thường Phường và Đức Lạy Dự Lòng Chúa Thị Xin Thiên Chúa nói thương xác nhận sự ứng thuận mà anh chị đã cầu bày trước mặt Hội Thánh, và xin phép thương đổ tràn đầy ân phúc xuống cho anh chị. Xin nhìn Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiến nhân này mà hai người cho nhau nhau là bằng chứng tình yêu và lòng trung thành. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Em Maria đến ngày hiện tại này là bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của anh Nhân Châu. Con là Thánh Thần. Anh Như Xe là Chúa Kitô đã yêu giá hội để đối hy sinh mạng sống cho chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các đôi tân hôn biết đón nhận và hy sinh cho nhau trong đời sống hàng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Tình yêu hôn nhân làm chuyện đời ân tỏ khi nơi đúng. Chúng ta cầu xin Chúa cho các đôi tân hôn được trả đầy ơn Chúa trong đời sống mới, để họ trở nên chính nhân của Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời đời sống hôn nhân mang niềm vui và hy vọng, hạnh phúc và thử thách. Chúng ta cùng cầu xin Chúa luôn hiện diện trong gia đình của các đôi dân hôm nay, để nâng đỡ họ trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lời Chúa là Cha toàn năng, xin chúc phúc cho tình yêu vợ chồng và chúc phúc con người hạnh phúc trong đời sống hôn nhân. Xin Ngài đổ tràn ân thánh trên các đôi tân hôn này, để những gì mà nhận được từ nơi Chúa sẽ đem lại hoa quả dồi dào cho gia đình, cho xã hội và cho Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
buồn anh xa lắm, xin dâng lên ngài này đây ngọn nến lung linh, xin cha chúng lành ngọn nến hồng chiếu rọi trần gian, xin dâng lên cha này đây là hương thơm ngát, xin dâng lên ngài này đây là ước mơ con, xin cha chúng lành để con được ngàn tòa ngàn hương, xin dâng lên cha này đây là buồn hoa phong, xin dâng lên ngài này đây là trái tim con, xin cha chúng lành để tâm hồn con tỏ ngàn hương, xin dâng lên cha này đây là buồn trái tim, xin dâng lên ngài này đây là chứng đau khổ, xin cha chúng lời để dẫn chân luôn đưa bình an, này đoàn con xin dâng lên cha Thank you.
ngầm lấy bánh tạ ơn mẹ nó và tạm sẽ tham mô tê mà nói tất cả các con hãy nên lấy mà ăn vì này là mình thầy sẽ lấy đồ vì các con. Cùng ngồi thế ngay sau bữa ăn tôi người cầm lấy chén cầu ta ơn cha cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà uống vì này là chén máu thầy máu cha hơn hơi và vinh thương sẽ đổ ra cho các con mọi người người được tha tội các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là bầu nhiệm ơn tin. Lạy Chúa, chúng con đến Chúa đi lên và đến Chúa thắng lại. Vì vậy lời Chúa khi nghĩ nhớ con chưa chịu chết và sống lại, chúng con nhân lên Chúa anh truyền xin và chết để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương yêu chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa Tôn Nhan và phụng sự Chúa. Chúng con ban phép này xin Chúa cho chúng con khi trong phần mình và mọi phút khi tôi được quy tụ lên một nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa xin nghe đến lời Thánh Chúa ban lời các hoàn cầu để người toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Phụ Phaolô giáo hội chúng con, Đức Cha Phụ Tá Phêrô và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con an nghỉ trong những vòng sân mạng và mọi người làm việc các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng những người chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho các thầy được hoàn hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con để chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Chi Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và Trân Long Đức Chi Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh các sơn thầy lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được khen ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi thế giới và vinh quang đều thuộc về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng bình cho cơ thể và các thể chất người đời chúng ta đang nguyện rằng đó
thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hàm sâu và thiên trí muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hàm ở cùng anh chị em. Thank you.
tình yêu trong hồng ân Chúa là